À, xin chào tất cả các tình yêu xanh năm châu. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 2018 thì Trinh đang phát sóng trực tiếp live tại Chicago, Illinois. Gửi lời chào thân ái đến tất cả các tình yêu xanh năm châu. Lời chào thân ái nhất trong ngày hôm nay ở khắp mọi nơi. Các anh chị có thể chia sẻ cái video này đến bạn bè, người thân của mình ở khắp năm châu. Ok, bởi vì sẽ có một cái chủ đề rất đặc biệt của ngày hôm nay. Ok, bây giờ thì tạm thời là thì Trinh thấy quan sát Ái nhất trong ngày hôm nay Ồ. ở khắp mọi nơi, các anh chị có thể Anh chị thông cảm với nhà trục trặc chút xíu. Ok, các anh chị có thể chia sẻ cái video, share cái video này cho bạn bè. Thì như thường lệ, cái chương trình Cho Đời Mãi Xanh là hơn 1 năm rưỡi đã được hình thành, mục đích là để giúp cho mọi người ăn nước uống xanh, xanh lên bệnh xuống, cho đời mãi xanh, và là một chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận, nó không có liên quan gì tới tiền bạc, lợi nhuận hay là kêu gọi bất cứ một điều gì. Ok, và là luôn luôn là một cái chương trình chia sẻ và cho đi, cống hiến cho cộng đồng của người Việt nói riêng, cho tất cả những ai hiểu được tiếng Việt, hay là các anh chị có thể dịch lại cho người người Tây cũng được. Mục đích là để bảo vệ và ý thức sức khỏe bằng những gì mà chúng ta làm hàng ngày. Trong cuộc sống của chúng ta thì chắc chắn chúng ta đều sống trong sự đe dọa. Đe dọa bởi môi trường xung quanh, sức khỏe chúng ta bị đe dọa hàng ngày, đe dọa bởi môi trường xung quanh, bởi chế độ ăn uống, bởi tất cả những hóa chất độc hại, vân vân và vân vân. Vậy thì làm sao để mà bảo vệ sức khỏe? Thậm chí khi mà chúng ta là người khỏe mạnh, chúng ta vẫn có thể bị ung thư như thường. Bởi vì một khi ung thư nó đã tới thì nó sẽ tới cho người khỏe mạnh, người bệnh đủ hết. Cho nên như vậy chúng ta có muốn mình phải bảo vệ sức khỏe hàng ngày hay không? Chắc chắn là điều đó. Nếu mà thì Trinh nói với anh chị là mình là người khỏe mạnh, có thể ngày mai mình bị ung thư cũng không chừng, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta làm thế nào để mà đối đầu với nó? Hay là hàng ngày chúng ta có cần phải bảo vệ sức khỏe hay không? Chúng ta bị đe dọa nhưng mà chúng ta phải có luôn luôn có sự phòng thủ. Thì phòng thủ đó như thế nào? Đó là chương trình là giúp các anh chị ý thức và bảo vệ sức khỏe. Hôm nay thì là chia sẻ của một người bạn của Thùy Trinh bị ung thư ở giai đoạn thứ tư. Đối với Thùy Trinh thì mình là các anh chị cũng biết 16 năm trong ngành nghiên cứu và bào chế thuốc, và cái luận án của mình ngày xưa học về ung thư và nghiên cứu về ung thư vú. Cho nên đối với ung thư là một cái gì đó nó đi vào trong cái sứ mệnh của mình, là mong muốn để giúp đỡ, để làm một cái gì đó có thể giúp được mọi người ý thức và bảo vệ. Dĩ nhiên để mà chúng ta có thể chữa hay là phòng bệnh không cần biết ở một phương pháp nào đó, nhưng mà đó là cái tâm huyết của mình để giúp cho mọi người ý thức. Thì Trinh biết hiện giờ chúng ta có rất nhiều bạn bè người thân ngoài kia bị ung thư, và nếu như bị ung thư thì chúng ta đã làm điều gì? Thì hôm nay thì Trinh mời được một người bạn đồng nghiệp. Ok, ngoài việc là đồng nghiệp ra còn là một người bạn của Thì Trinh, hơn 10 năm không gặp, để chia sẻ câu chuyện. Ok, đối mặt với ung thư ở giai đoạn thứ tư, di căn lên não là điều không dễ dàng. Thì có nói ngày hôm qua với tất cả mọi người, với tất cả ai luôn, cả nếu thật sự nó đối mặt với chính mình. Vậy thì mình cần phải chuẩn bị những tâm lý như thế nào khi bắt đầu cái hành trình chiến đấu với ung thư này? Ok, bởi vì trong cuộc sống nó không dễ dàng, đường đi dễ dàng là xuống dốc, khó khăn là bởi vì đang lên dốc. Cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết thuận nước trôi xuôi. Câu này mình copy, mình khố lại. Ok, các anh chị nghe. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Đối diện với nó hay là chấp nhận số phận và bỏ cuộc? Thì hôm nay thì Trinh sẽ mời được người bạn của thì Trinh lên chia sẻ. Giống như thì Trinh nói là bạn mình với thì Trinh là làm cho ở công ty Pfizer hơn 10 năm về trước. Sau đó một thời gian thì bạn mình dời về tiểu bang ở nước Mỹ, và mình còn ở lại Pfizer. Sau đó thì mọi người một nơi và mất liên lạc. Mãi cho tới tháng 11 vừa rồi, lúc thì Trinh đang ở Nhật, thì mới nhận được cái tin nhắn của bạn hỏi là còn nhớ mình hay không. Thì lúc đó thì Trinh nói là hồi xưa cùng là coworker làm chung ở công ty Pfizer, thì Trinh không có ký ức lắm, nhưng mà xem hình, nói là gửi hình cho xem, thì đem hình ra thì mình nhớ ngay cái người bạn đó của mình. Và bạn mới nói là đang bị ung thư ở giai đoạn thứ tư, ung thư phổi, mà một loại rất là hiếm. Nó có hai loại ung thư phổi, nó gọi là non small cancer cell và một cái là small cancer cell. Thì hai loại ung thư phổi này, một cái mà nó rất là hiếm, mà bạn mình rơi vào cái trình hạng là loại hiếm và đang di căn qua giai đoạn thứ tư, di căn qua qua não. Và bạn mình nghe đâu đó một người quen nào đó ở ngay cái tiểu bang đó là chia sẻ biểu dùng công thức xanh,
và Phương đã vào YouTube và tìm. Khi mà Phương tìm thì Phương nói là người này là từng làm chung với mình và là bạn của mình nữa, cho nên quá mừng thì Phương đã liên lạc với Thùy Trinh. Lúc đó mình còn nhớ là mình còn đang ở Nhật và mình đang đi trên xe lửa, thì mình nói là để mình về mình gọi, và thấy là Thùy Trinh và bạn tâm tình qua điện thoại để mà hiểu được cái tình trạng của sức khỏe của bạn mình như thế nào. Và một lời khuyên Thùy Trinh chỉ nói là uống xanh, phối hợp với tất cả những gì có thể, nhưng mà người cuối cùng quyết định cuộc đời của Phương chính là Phương chứ không phải là Thùy Trinh. Và bạn mình đi mua máy ép, làm đủ thứ hết, dĩ nhiên vẫn phối hợp với quá trình mà trị liệu của bệnh viện, bởi vì cái gì cũng vậy, khi ở giai đoạn ung thư giai đoạn thứ tư là cần phải phối hợp nhiều phương thức khác nhau. Và dĩ nhiên là một người khoa học, bạn mình cũng là một scientist, cho nên khi mà nhận cái tin như vậy và giữa bảo vệ sức khỏe bằng thiên nhiên và những cái quá trị và xạ trị là một cái sự mà bạn mình phải chiến đấu. Cho nên hôm nay thì Trinh mời được bạn mình lên để chia sẻ cái hành trình đó. Thứ nhất là để giúp các anh chị ý thức là bạn mình là người như thế nào, khi mà bị cái tin bị ung thư thì bạn mình đã đối diện nó như thế nào, và cái hành trình chiến đấu cho tới ngày hôm nay như thế nào, để các anh chị có thể hiểu được và có thể đâu đó các anh chị có thể giúp được cho những người xung quanh. Sống trên đời chúng ta có một tấm lòng, và tấm lòng đó là làm gì? Đó là cho đi. Cho nên chương trình này là cho đi, và bạn Thùy Trinh cũng là một người cho đi của ngày hôm nay, chia sẻ lấy một cái nỗi đau, một cái bị ung thư đang ở giai đoạn thứ tư của di căn mà mời bạn lên chia sẻ. Thùy Trinh cũng thật sự rất là ái nái, không biết bạn mình có chấp nhận nổi hay không, nhưng mà bạn mình nói là yes, bạn mình cần phải chia sẻ, cho nên chắc chắn không tránh khỏi những cảm xúc sẽ xảy ra trong cái buổi chia sẻ live của ngày hôm nay. Rồi bây giờ Thùy Trinh sẽ chuyển màn hình mời bạn mình lên ha. Hello Phương, Phương thấy Thùy Trinh không? Ở trên bây giờ thì... ok, bây giờ Phương nhìn vô cái camera, đừng có nhìn trên laptop, nhìn ở trên cái màn hình trước mặt cái iPhone đó. Ok, nó hơi hơi cái nhìn đây. Ok, đây là bạn của Thùy Trinh, Phương Quỳnh. Ok, là người bạn giống Thùy Trinh chia sẻ các anh chị là đang bị ung thư phổi ở giai đoạn thứ tư, di căn lên não, phát hiện vào tháng 11 của 2017, và tới hôm nay thì các anh chị nhìn thấy một người bạn khỏe mạnh, ý chí kiên cường, phức phục, không bỏ qua bất cứ điều gì, và nói là càng ngày càng tốt hơn, là một điều mình có thể là tự hào và nó thể là rơi nước mắt. Thì trên quan sát bạn mình từ tháng 11 cho tới ngày hôm nay, và luôn luôn cùng nhau theo dõi và thăm hỏi động viên những điều tích cực nhất có thể cho bạn. Và một lần nữa thì trên rất là cảm ơn Phương xuất hiện trong cái chương trình của Trời Đời Mãi Xanh để có thể chia sẻ với tất cả những tình yêu xanh năm châu, hay tất cả những người gián tiếp. Thật rồi, một lần nữa thì Trinh không biết nói gì hơn là cảm ơn, rất là cảm ơn sâu sắc đến Phương. Dĩ nhiên thì bạn thì Trinh thì nói tiếng Việt không có rành bằng mình lắm, thì Trinh cũng không có giỏi lắm, nhưng mà bởi vì 5 năm qua mình tiếp xúc người Việt Nam nhiều, cho nên tiếng Việt mình trở nên thông thạo hơn chút xíu, cho nên không tránh khỏi là bạn thì Trinh sẽ nói nhiều tiếng Anh, cho mình sẽ cố gắng mình sẽ dịch lại. Còn Phương cứ việc bập bẹ tiếng Việt cũng được, nói tiếng Anh bao nhiêu nói, không có nhiều cái từ chuyên môn thì chắc chắn nó sẽ thuộc về tiếng Anh, nhưng mà Phương nói được bao nhiêu tiếng Việt thì cứ nói, bao nhiêu tiếng Anh thì cứ nói, không sao hết, thì Trinh nghĩ mọi người sẽ hiểu, còn nếu không thì Trinh sẽ dịch lại. Rồi bây giờ mời Phương chào hỏi mọi người trước đi, sau đó thì Trinh sẽ đặt câu hỏi cho Phương. Phương tên là Phương. Phương chào các bạn. Phương sẽ cố gắng nói tiếng Việt. Phương không có nói tiếng Việt thường, nhưng Phương sẽ cố gắng nói tiếng Việt. Cảm ơn Thùy Trinh cho Phương cơ hội này để chia sẻ. Phương nghĩ mình chia sẻ để giúp mọi người có một cái hy vọng. Ok, rồi bây giờ Thùy Trinh hỏi Phương nha. Phương có thể chia sẻ là cái lifestyle, tức là cái lối sống của Phương như thế nào? Bởi vì Thùy Trinh biết là mình là scientist với nhau, là ý thức bảo vệ sức khỏe là nó đã có từ trong đầu của mình rồi, đúng không? Ngày đi làm chung là Thùy Trinh thì bơi lội, chúng ta đều tập thể dục vân vân. Ở trong công ty Pfizer là có chương trình bảo vệ sức khỏe tuyệt vời nhất, và chúng ta luôn luôn tập thể dục, mà đi ăn chung thì lúc nào cũng rau củ quả, có thể nói là tập thể dục 5 ngày trong tuần không ngoại lệ với Phương, thậm chí là Phương còn tập nhiều hơn Thùy Trinh nữa, đúng không? Vậy thì tới cái lúc mà đi khám bác sĩ nói là bị ung thư phổi, non-lung cancer cell giai đoạn thứ tư và di căn vào não, thì Trinh muốn hỏi thẳng với Phương, có thể là sẽ có những cảm xúc không sao cả, thì Trinh muốn hỏi Phương là Phương nhận cái tin đó như thế nào và đón nhận nó tới ngày hôm nay như thế nào? Khi mà Phương
làm biopsy xong á thì đó là bác sĩ đưa tờ giấy là preliminary result, mà trên cái result đó là small non small cell lung cancer. Phương không tin, Phương không tin, Phương rất là giận. Ông xã nói cái này không phải là chưa mà mình đợi definitive result, nhưng mà Phương biết what preliminary mean, không chưa chắc không ít khi nào sai lắm. Phương rất giận, nhưng tại vì mình exercise, mình đi, mình ăn mỗi ngày ăn salad, mình không có, mình healthy mà tại sao mình bị bệnh này? Thì ban đầu rất là giận, rất là buồn, không chấp nhận được. 2 tuần lễ Phương không ngủ, cứ tìm tất cả information about cái bệnh này. Nhưng mà sau đó thì từ từ Phương thay đổi suy nghĩ của mình. Mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận cho mình đấy. Mình phải chống lại với nó, mình không thể nào buông xuôi, tại vì tất cả những người xung quanh của mình, con của mình, gia đình của mình không buông xuôi được, là cái suy nghĩ đầu tiên của Phương. Ok, bây giờ Phước có thể chia sẻ là cái lối sống của Phương như thế nào, tại vì một người khỏe mạnh, đúng không? Thì đưa tới Yes, bị ung Phương thư là I exercise every day. đó. Not every day. I join program với Phương đi, a burn boot camp for mom. Phương exercise 5 ngày 1 tuần. Phương ăn salad every lunch. I pay attention to what I eat. Phương không có ăn. Nhưng mà I live life, but không có phải là người. Abuse I didn't feel that, không cảm thấy là mình không khỏe. Với lại sức khỏe của Phương rất bình thường, Phương không bệnh, không có bệnh gì hết. Năm nay Phương 45 tuổi, nhưng mà Phương trước đó không bệnh gì hết. Phương feel that I was doing well until cái ngày đó, everything just Cô crumbled đào. down. Với lại một cái xin hỏi là Phương là người giống như mình là luôn luôn có physical check up hàng năm, đúng không? Đi khám bác sĩ định kỳ, khám phụ khoa, khám ngực hàng năm, đúng không? Đều không có biểu hiện gì hết. Cho nên đó là một cái điều xảy ra. Nó không phải dễ dàng. Cho nên chính muốn nói cho anh chị hiểu là khám định kỳ là chúng ta cần phải làm. Và đặc biệt là phổi, là dù khoa học tân tiến cách mấy cho tới ngày hôm nay chắc là Phương cũng hiểu rõ, science is the best tới bây giờ, luôn cả bất cứ nơi nào vẫn không thể nào detect được ung thư phổi. Tại vì khi mà phổi xảy ra thì nó thuộc giai đoạn thứ tư, nó chỉ mình sẽ cảm giác được là khi mà có biểu hiện á, thì nó đã giai đoạn thứ tư. Vậy Phương có thể chia sẻ được cái biểu hiện nào đã đưa tới vấn đề này, bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ có những người không biết, cảm thấy mình ho hay gì đó, mình thấy bình thường hay là mệt mỏi, thì Phương có thể nhớ lại cái hành trình đó không, là bắt đầu từ giai đoạn nào cơ thể mình có chút gì nó khác biệt để cho Phương phải quyết định đi bác sĩ khám một lần nữa về cái phổi của mình. Thì hồi năm mùa hè năm 2017, mùa hè, nhưng mà nó tháng đó không nhớ cỡ chừng tháng 5 hay tháng gì đó, rồi cái Phương cứ ho mà không không có bệnh, mà nó cứ ho ho mà nó không phải ho cả ngày, thì lâu lâu cái nó ho, mà ủa sao mà mình cứ ho hoài mà không có bệnh. Phương nói thôi chắc là maybe mình bệnh cho mình mới ho, đợi 1 tuần nó cũng không hết, 2 tuần nó cũng không hết. Phương nói ok, để đi vô bác sĩ, mình có physical rồi mình hỏi bác sĩ thôi, tại không có gì lạ hết, chỉ là ho thôi, chỉ là ho. Rồi Phương để ý thì sau đó nó còn có giống như nhà Phương thì nó có cái thang lầu rất là cao. Phương đi lên thang lầu cái Phương nói ủa sao mà mình đi lên cái mình hơi mệt vậy, không lẽ mình phải exercise thêm nữa sao, không lẽ mình đã học đủ exercise, đủ không đủ khỏe. Rồi xong cái có một cái nữa là khi mình nằm xuống á, Phương nằm xuống ngủ cái Phương nói ủa tại sao mà tim của mình nó đập hơi lẹ vậy, lạ quá, hồi đó giờ đâu có vậy đâu, mà nó không, lúc khi mình nằm xuống mình thấy tim đập hơi lẹ, ủa sao lạ. Rồi Phương nói cái mà làm Phương hơi lo là cái ho, mà sao ho hoài không hết, cả chừng 1 tháng nó cũng không hết nữa. Xong cái Phương đi vô bác Nhưng sĩ, mà lúc mà Phương phát hiện lúc ho là khoảng tháng 5 hả? Phương hồi tháng 5 tháng 6 cỡ đó, Phương nhớ lúc đó là mùa hè. Cho nên Phương nói mùa hè mình đâu có cảm đâu mà Đúng rồi. sao mà cũng không có giống như là sign of a flu or cold, chỉ là ho thôi. Nhưng mà Phương đi bác sĩ thì Phương nói với bác sĩ đi, bác sĩ Phương nói kể là giống như gia đình Phương cũng có history of cancer,
cho nên mà cancer, tất nhiên ông nội có lung cancer mà ông nội là người hút thuốc. Sau Phương kể cho bác sĩ nghe, rồi bác sĩ từ đó bác sĩ mới cho Phương đi CT scan. Nhưng mà cái triệu chứng Phương thấy lúc đó chỉ là ho, mà nó không phải cả ngày, lâu lâu nó ho thôi, not every day. And then có cảm thấy mình tim mình sao nó đập lẹ, lúc mình không có làm cái gì, mình chỉ nằm đó thôi. Mình đi thang lầu cái mình thấy hơi mệt, mà like shortness of breath. Cũng nhiều khi giống như cảm thấy hồi đó Phương rất là khỏe lắm, như đi làm luôn cả ngày rồi không có ngừng, always on go. Yes, I know. Yep. Very active. Rồi sau đó thì lúc mà mùa hè đó thì Phương cũng thấy mình đi làm về rồi cái mình cũng hơi mệt, giống như tới tới chừng 8 giờ tối cũng hơi mệt, nó ủa sao dạo này mình cũng hơi thấy mệt, chắc không lẽ mình già rồi mình mệt, mình cứ nghĩ vậy. Hay là mình làm việc nó nhiều dùng tin vô nhiều, tại cause my last job is check data cho trong lab, so maybe I'm using my brain too much. I'm burn out, nó mệt quá, cứ nghĩ vậy, cứ nghĩ là chắc là có thể mình cứ tìm lý do tại sao mà mình dậy. Nhưng mà sau đó thà mùa hè đó thì tháng 8 Phương đi vô physical, rồi đó từ đó thì nó làm CT scan, rồi nó làm PET scan, rồi nó làm biopsy. Thì Phương đau là tháng 9, Phương nhận phải nào tháng 9 là phải đau. Vậy là ngoài ông nội bị ung thư phổi ra, gia đình Phương có ai bị ung thư nữa không? Phương tại vì từ Phương là cũng người qua Mỹ lúc Phương còn nhỏ, cho nên có không nghe biết. Thôi không biết thật sự, tại vì có nghe nói mấy người ông chú rồi có bệnh giống như ung thư gan. Thì sau này Phương hỏi ra thì nha ba kể lại vậy thôi. Chứ nhưng mà thì có thì Phương biết for sure là ông nội với lại có bà cô, bà cô không thương được. Ok, bây giờ thì Trinh muốn hỏi Phương chia sẻ một xíu, tức là những cái biểu hiện mình thấy, cho nên các anh chị nghe Phương nói thì cho nên Phương có bị là có tin là vào tâm lý nhiều. Lúc mà Phương nói thì Trinh là lúc mình đang ở Nhật, những cái biểu hiện vơi mạnh như vậy đó. Thì một số bạn, có một người quen Trinh nói bắt đầu họ sợ. Nó thật, tức là cảm thấy mình cứ ho ho giống vậy. Đó là những điều mà không sao hết. Bởi vì thì Trinh nghĩ là đó là cái sản phả bình thường, và cái lời chia sẻ của Phương các anh chị đấy là một bài học, là chúng ta luôn luôn phải quan sát cái cơ thể mình. Thì có chút xíu lạ gì hết là mình phải đi. Và tâm lý của người Việt Nam chúng ta hầu như là người ta giấu. Phương đồng ý không? Có nghĩa là có cái gì đó là chúng ta ngại chia sẻ và ngại giấu. Cho nên trong cơ thể các anh chị tắm rửa bất cứ điều gì đó có cái khác là chúng ta bắt đầu phải quan sát. Bởi vì mình không biết được vấn đề gì xảy ra. Phương học hỏi ở cái bệnh khi Phương bệnh á, là nếu khi ho mà mình không ho ra đàm á thì mình nên chú ý. Tại vì khi mình ho ra đàm á thì giống như nếu mình bệnh á thì có đàm, có đàm nó mới ho cái người nó đem cái đàm ra. Mà lúc Phương ho mùa hè đó nó không ra đàm. Mà tại and Phương find out afterward đó là the reason Phương ho là tại vì cái tumor nó nằm gần, nó spread vậy, nó nằm gần ngay cái ống cái đường thở của mình đó, cho nên nó kẹ đó, nên cái mình thở để tại mình không thở được, cho nên cái người của mình, nó kho ho để cho mình lấy it's a way of because cái đường airway nó constricted because of the tumor, so then you're coughing to help get more air. But khi mình ho mà Phương nghĩ cái bài học hỏi, what I learned is that if you cough and you don't have any mucus, you don't cough or any mucus up, and you do it like you cough một tuần hai tuần, then you need to go see a doctor. Cho nên các chị nghe lời Phương nói là ví dụ mình ho ra đàm có nghĩa mình bị cảm, mình bị infection này nọ, nhưng mà nếu mà chúng ta ho mà không có ra đàm á mà nó cứ liên tục khoảng 2-3 tuần như vậy là mình cần phải phải đi khám bác sĩ. Nói vấn đề đó thì Trinh cũng cần phải đi khám bác sĩ, thỉnh thoảng cứ nghe không, mình không biết được điều gì xảy ra. Đó là những cái mà mình phải cẩn thận. Rồi bây giờ thì Trinh muốn hỏi Phương là khi mà bác sĩ bắt đầu cái quá trình, chắc chắn là nhận cái tin đó là một cái tin có thể nói là shocking. Nó giống như một cái bản án tử hình, đó là sự thật, đúng không? Nó không phải dễ dàng. Và cái hành trình trong cái giai đoạn 10 tháng 11 là chắc chắn, người giống như Phương và thì Trinh chắc chắn là scouting for news, đúng không? Có nghĩa là mình sẽ tìm gọi bạn bè, người thân, những người có kiến thức luôn, cả Phương đã gọi tới thì Trinh, đúng không?
và chắc chắn Phương không phải ngồi yên một chỗ. I'm sure là you talk to doctor, to all the scientists, tại mình ở môi trường chung với tất cả những người scientist giỏi không ạ? Chắc chắn là Phương sẽ tìm những thông tin này. Rồi Google nữa là một cái chỗ mà chúng ta tìm thông tin nữa. Vậy thì Trinh muốn hỏi Phương là làm sao Phương có thể soạn được cái thông tin nào tốt, tin hay không tin? Bởi vì nó sẽ có những cái tiêu cực ngoài kia đúng không? Rất nhiều tiêu cực là bỏ đi, vân vân, rồi có người sẽ, nói chung là lật lên sẽ có. Thì làm sao mà Phương định hướng được là chọn thông tin nào tốt và chọn cái nào xấu, nghe bác sĩ hay là nghe ai? Công đã luôn cả cái Nguyên hỏi thì Phương hỏi thì Trinh nữa đúng không? Và mình cũng nói là hey, we are scientists, you are scientists, I'm a scientist, không cần phải giải thích với nhau. Cho nên người cuối cùng thì Trinh có nói với Phương là make your own decision, đúng không? Thì Trinh nói là bác sĩ không có quyết định cuộc đời của Phương được, và thì Trinh cũng không quyết định cuộc đời của Phương được. Những gì chúng ta biết được bài, tức là khoa học nằm đó, tài liệu nằm đó, small lung cancer là như thế này, non small lung ung thư phổi như thế này, và những cái nước xanh, những cái ép này nó là những gì. Phương là người hiểu thì Trinh không còn giải thích. Thì và thì Trinh còn nhớ một câu là make your own decision, nhưng mà cuối cùng thì Trinh có nói là bạn hãy quyết định đi, nhưng mà cái quyết định nào của Phương thì Trinh vẫn ủng hộ. Và mình muốn hỏi Phương là ngay cái thời điểm đó thì Trinh nhớ là Phương mua cái máy ép về đúng không, rồi ép nghệ ép bộ công anh gửi cho Trinh xem, rồi sau đó bác sĩ lại nói là không nên uống xanh đúng không, rồi thì cuối cùng Phương đã làm gì và Phương có thể chia sẻ cái hành trình tới ngày hôm nay, rồi tế bào ung thư nó như thế nào tới giai đoạn này, bởi vì đoạn này là cái đoạn hấp dẫn nhất. Thì lúc mà Phương nhờ, thì đầu tiên là Phương đi kiếm bác sĩ giỏi nhất trong cái vùng này. Phương đã tìm được người bác sĩ recommend by a lot of people, an oncologist that recommend by a lot of people that I know. So Phương đi gặp bác sĩ, bác sĩ đó bày ra giống như là cái này là cách trị liệu. Nếu mình có mutation thì mình đi con đường này, còn nếu mình không có mutation thì mình đi con đường này. Cái gì cũng rất là rõ ràng, dễ ra, và Phương hiểu, muốn hiểu được tất cả những cái plan của bác sĩ. Thì trong khi Phương uống thuốc để trị liệu bệnh của Phương, Phương cũng muốn tìm ra có cái gì để giúp tiếp tục Phương để chống lại, giống như để cho cái người của mình nó vẫn tiếp tục khỏe mạnh. Tại khi cái thuốc này nó có thể làm cho mình yếu đi, thì mình phải làm cái gì để cho mình khỏe lại mạnh hơn để mình tiếp tục. Thì Phương biết rằng ăn thật là healthy thì tốt. Cho nên Phương đã coi nhiều những cái video của phía cho thì trên. Phương cũng đọc những cái bài, nếu mà Phương tìm được cái gì Phương đọc để hiểu hơn, biết nhiều hơn. Nhưng mà Phương chọn lựa con đường là vẫn uống thuốc, mà vẫn khi bác sĩ nói ồ mày không được uống turmeric, tại vì họ sợ nó dị ứng với lại thuốc. Nhưng mà Phương cứ giận khi bác, tại vì Phương cũng muốn hỏi ý kiến bác sĩ, ông muốn giống như mình làm cái gì mà nó lại hại cho cái trị liệu của mình. Thì bác sĩ nó không được ép turmeric. Smoothie thì ok, nhưng mà họ sợ ép nhiều quá thì nó lại chống lại thu với thuốc. Phương, I understand that. I understand there's a drug-drug interaction, but it has to be a large amount in order to... Exactly, to get that interaction. Yes, but if I take a small amount and it helps my body, then I'm going to do it. So slowly, I right away thì Phương nói thôi, để Phương think about it, and để cơ sau đó mình sẽ quyết định sao. Thì từ từ Phương cũng introduce green, like Phương mua máy, Phương ép nước, Phương làm smoothie, từ từ Phương thử uống và cũng uống thuốc. Phương thấy khi mình uống thuốc và khi mình uống cái nước đó, mình thấy khỏe hơn, mình thấy giống như I feel good. So like if I feel good, then it's, and đúng then đúng Phương nó cũng càng ngày, mỗi lần Phương đi check nó càng ngày nhỏ lại. Thì I don't see any problem with that. So that's why Phương có quyết định là chọn hai cái hóa hợp với nhau giúp cho chứ Phương không, you know, like I said, why I want to put all my eggs in one basket. Chính xác. Yeah, so Phương, that's the decision I made. No, the good của giống như I agree with you là the decision is no, bác sĩ không decide được, bác sĩ chỉ make suggestion and recommendation, mình vẫn là người quyết định trị liệu thế nào hoặc là làm cái gì. Rồi. Dạ thì các anh chị thì Trinh dịch lại cái đoạn của Phương, có nghĩa là Phương nói đừng bao giờ để trứng trong một rổ. Ok, thì khi mà nó bể hết,
Cho nên khi mà Phương nghe vậy thì chắc chắn phải tìm, thời gian luôn luôn phải tìm bác sĩ giỏi nhất trong cái ngành. Bởi vì một mình không thể nào làm nổi điều đó. Cho nên bác sĩ giỏi nhất trong ngành đưa ra hết những cái phương pháp cho Phương ABCD như thế nào. Rồi sau đó Phương phối hợp liên lạc hỏi thầy Trinh và mình cũng cho cái Phương thấy những cái ABC. Dĩ nhiên ngoài đó là Phương là một người scientist nữa cho nên Phương đủ nhận định. Thì bác sĩ có nói với Phương là không nên. Đúng không? Phương có nói với thầy Trinh là bác sĩ kêu không có được uống xanh thì mình chỉ cười một cái. Đúng không? Thì mình nói với Phương là câu trả lời đó không cần phải biết, bác sĩ cũng sẽ nói no. Bởi vì thực sự các anh chị biết rồi, không cần phải nói mình cũng biết bác sĩ là sẽ không cho uống, bởi vì đó là không không có gì sai cả, bởi vì bác sĩ đang hướng cho cái uống, cái gọi là cái uống thuốc mà Phương đang gọi là Phương bị đột biến của cái gene mutation của cái loại đó, cho nên cần phải có một cái oral, cái viên thuốc nó đi thẳng vào trong đó để nó chữa cái mutation đó. Có thể ngồi Phương sẽ chia sẻ, cho nên bác sĩ không có muốn là mình dùng cái gì khác luôn, cả nghệ ông cũng không cho uống luôn, đúng không? Bồ công anh cũng không cho uống, đó là khi uống vào ông ta chỉ nhiên sợ nó sẽ cản cái con đường viên thuốc đi vô thì ông ta sẽ khó biết, đó là chuyện bình thường. Nếu mà mình là bác sĩ mình cũng sẽ làm điều đó, đúng không? Còn đối với mình thì Trinh thì cảm thấy là bây giờ mạng sống tôi phải sống, mà bây giờ có những cái này có thể giúp tôi không làm nữa, thì lúc đó Phương đang bị cái vấn đề là phân vân và quyết định là Phương chọn cả hai, có nghĩa là từ từ làm hết. Tại vì nên cho nên cứ không thể nào sanh không chưa chắc cũng giúp, bởi vì target therapy là cái Trinh đang nói là Phương đang quá trình quá trị trị liệu, xạ trị hóa trị, thì cái loại này là cái viên thuốc nó uống thẳng vào đó, bởi vì nó là bị đột biến của cái gene đó nó đưa tới cái ung thư phổi này, cho nên Phương phối hợp. Vậy là bây giờ hành trình là 6 tháng, Phương có thể chia sẻ được cái tế bào ung thư của Phương bây giờ nó như thế nào và ở giai đoạn này là nó như thế nào, Phương có thể chia Thì sẻ. lúc ban đầu thì nó bác sĩ nói là giai đoạn thứ ung thư giai đoạn thứ tư, tại vì ung thư đã lên tới não. Thì ban đầu các chị là nó radiation cho cái não, rồi uống thuốc thì the first scan I have giống như cái tumor nó nhỏ đi rồi, so I have three scan already, ba cái scan tất cả đều thấy là cái ung thư nó càng nhỏ đi Nó và trên lại đầu cũng không còn nữa, nó chỉ còn một đốm nhỏ, nhưng mà đốm đó họ nghĩ là tế bào nó khi bắn nó chết thôi chứ không phải là ung thư vẫn theo dõi, nhưng mà vẫn theo dõi. So it seems like the treatment nó hữu hiệu, nó work, and Phương cảm thấy cái khó nhất không phải là bây giờ, đối với Phương cái khó nhất không phải là cái physical health, tại Phương cảm thấy nhiều khi khỏe. Phương nói à, nếu mà bác sĩ không nói Phương có ung thư Phương cũng không biết nữa, tại vì Phương cảm thấy mình khỏe mạnh không có gì hết, có thể làm tất cả, Phương vẫn còn đi exercise, vẫn còn làm gì, không có Phương không đi làm nữa tại vì Phương muốn bỏ thời gian ra để ở với gia đình, nhưng mà physically Phương không có thấy là mình bệnh, Bệnh nhưng mà mentally is cái tâm bệnh đó, nó rất là còn khó hơn là chính xác. Cái tâm bệnh mới là quan trọng. Phương càng ngày thì Phương giống như cái mental health cũng improve, so Phương I feel good, I feel like there's có cơ mình làm được, so it's okay, chấp nhận cái bệnh này và mình sẽ sống the best we can, Cho nên bây giờ thì cái tế bào ung thư ở não nó mờ đi, có thể là do lúc mà nó tế bào chết. Còn ở phổi thì bao nhiêu phần trăm, Phương có biết không? Tức là giai đoạn là từ Phương nhớ là 90% đúng không? Tức là từ những cái CT scan biopsy bây giờ thì nó shrink, tức là nó nhỏ lại còn được khoảng bao nhiêu phần trăm? Phương có thể chia sẻ Theo không? Phương tính, nếu như tại vì bác sĩ khi họ cho cái they do the scan, nó cho cái measurement cho mình, and then lần đầu thì bác sĩ nói we reduce by 50%, cái đó cái scan lần đầu. Lúc tháng Giảm được bắt khoảng 30%. lúc Phương uống thuốc là tháng tháng 10 Phương bắt đầu uống thuốc, tháng 12 là the first scan, and thì bác sĩ nó lấy cái trong cái phổi Phương, nó có ba cái tumor, ông lấy cái lớn nhất, ông nói đi thí dụ cho Phương nghe, nó đã nhỏ hết 50%, cái đó scan lần đầu. Rồi cái scan lần thứ hai á, thì Phương tự mình bác sĩ nói chỉ là nó vẫn nhỏ đi, rồi Phương tự mình lấy cái measurement Measurement đo lại. khác, Phương tự mình tính ra, Phương nói thì nó giống như nó đã reduce 30%. Rồi lần cuối cùng Phương scan đó là hồi cuối tháng 4 thì Phương thấy nó lại nhỏ đi 10%, so Phương cảm thấy nó cũng càng ngày càng nhỏ. Whether cái đó là vì thuốc hoặc
hay là gì mình cố gắng ý hay thức là bảo gì vệ. cái sự mindset like mình đã nghĩ là mình thắng được nó thì Mình sẽ I thắng don't được know, đó. I don't know what is contributing to the result that I Chính have. xác, chính xác. Whatever it is, I take it, Chính you know? xác. Tại sao, if, whether it's a drug, whether it's my mental health, whether it's my diet, Diet. whether because I, it, to me, it doesn't matter which one is really giving me the result, as long as I have a good result, and I'm going to keep doing all those. Chính xác, cứ làm tiếp tục điều đó. À, vậy thì Trinh có thể dịch lại chút xíu cho các anh chị, thì là cái tế bào ung thư của Phương từ lúc mà tới bây giờ thì cứ một vài tháng là đi scan lại, thì nó ở ở não thì nó biến mất. Ok, chỉ còn cái đốm nhỏ thì bác sĩ cho rằng cái đốm nhỏ đó là do những cái tế bào chết còn lại thôi. Còn ở phổi thì có ba cái bú, ba cái tumor, tức là ba cái tế bào ung thư, thì ba cái đó nó bắt đầu giảm dần. Từ lần đầu sau một hai hai tháng thì nó còn giảm 50%, thì bây giờ tới thời điểm mà Phương đang nói chuyện với thì Trinh là nó còn khoảng 10%. Thì Trinh dịch lại lời của Phương, thì Phương nói là Phương thức gì không biết, hiện những gì mà Phương đang làm Phương vẫn tiếp tục làm. Yes, thuốc của bác sĩ có áp dụng, có tốt, có hiệu quả hay không? Có. Bảo vệ sức khỏe bằng cách là uống xanh, ăn thực dưỡng, dinh dưỡng tốt, có giúp hay không? Có. Tập thể dục có giúp hay không? Có. Suy nghĩ tích cực, tức là nãy Phương nói về tâm bệnh á, tâm bệnh á, tức là cái tâm bệnh á, tức là nghĩ về cái tâm tốt, nó cũng giúp luôn. Cho nên Phương không biết là cái gì nó đã giúp Phương, nhưng mà Phương vẫn thể tiếp tục làm những gì đang làm để cho nó giúp cái quá trình đó, thì đó điều tuyệt vời. Thì Trinh muốn hỏi Phương những cái này nó hơi nhạy cảm chút xíu, nhưng mà từ từ thì Trinh hỏi. Vì đầu tiên thì Trinh muốn hỏi Phương là ở thời điểm này, dĩ nhiên chúng ta đang chia sẻ cho những người giống như Phương đang bị, và dĩ nhiên có khoảng hơn 500 người xem cái live của Thùy Trinh hiện tại và họ còn share đi nữa, thì Trinh muốn hỏi là thứ nhất những cái lời khuyên gì, thì Trinh muốn hỏi Phương là những lời khuyên gì Phương cho những người khỏe mạnh, luôn cả Thùy Trinh là đang khỏe mạnh đó. Tại vì khỏe mạnh là thứ nhất ăn uống đầy đủ, tập thể dục, gia đình không bị ung thư, có thể là đời ông cố ông sơ gì không cần biết. Thùy Trinh là người đang khỏe mạnh đó, nhưng mà Phương nghĩ là Thùy Trinh có thể bị ung thư hay không? Có đó. Ok, cho nên ngoài kia cũng sẽ có nhiều người, và chắc chắn thì Trinh biết sẽ có người xem chương trình này nói sao, trời ơi, tập thể dục ăn uống đầy đủ bảo vệ sức khỏe cũng bị bệnh đó, đúng không? Thôi lo làm chi, chắc chắn sẽ có người nổi ra đó. Tại vì không tránh khỏi đó là xã hội chúng ta luôn rất là thụ động, mình để mình không bao giờ mà mình chủ động cho bất cứ công việc gì về sức khỏe, hầu như là chúng ta ở trường hợp là thụ động, khi mà có thì chúng ta bắt đầu tấn công fight back, đúng không? Cho nên làm thế nào để cho một người có thể ý thức và bảo vệ sức khỏe để chủ động, cho một người khỏe mạnh bình thường giống như Thùy Trinh, và chắc chắn sẽ có nhiều người khỏe mạnh như vậy, cũng có ngày mai bác sĩ sẽ cho một cái bản án tử hình, đúng không? Thì lời khuyên gì cái Phương cho cái người đang khỏe mạnh cần phải làm để bảo vệ sức khỏe, đó là câu thứ nhất. Lời khuyên Phương muốn nghĩ là cho Phương thì giống như cho thì Trinh nói nhiều khi họ nghĩ mình bệnh ung thư là tại vì mình ăn uống không tốt hay là tại vì mình không có khỏe cho nên mình mới bị ung thư. Cái đó không phải là sự thật, tại vì nhiều khi ung thư cái loại nhiều ung thư nó tại vì the mutation cái tế bào của Đột mình nó biến thay đổi cơ mutate, right? So there's not pretty much, sometimes không mình there's, you can't stop it. But nếu mà mình khỏe mạnh, Phương muốn nghĩ là lúc mà trước khi Phương bệnh mình khỏe mạnh, mình ăn uống tốt, cho nên nó có thể giúp Phương bây giờ right now để chống với cái chống bệnh lại. này. Nếu nếu mà Phương là người không khỏe mạnh trước Chính đó, xác, không ăn uống tốt tốt, có thể bây giờ Phương xuống dốc không luôn, được như chính ngày xác. không được giống như ngày nay. I don't know, we don't know. But I'd rather be healthy going into it than not healthy going into it. And going into it is not every, ai mà muốn, đâu ai muốn đâu. Nhưng mà nếu đã bị vậy rồi thì mình khỏe là tốt hơn là mình không khỏe. Phương nghĩ because cái đó nó sẽ giúp mình Quá help tuyệt you vời. with this journey. Điều nữa là Phương nghĩ đừng nghĩ là tại vì tôi làm cái gì đó xấu cho nên tôi mới bị bệnh này. I don't think that's true. Chính xác. That just makes it worse. It's that much. It's something that is out of your control. Chính xác, chính xác. Cho nên thì Trinh dịch lại của lời của Phương, Phương nói là cho nên đó do tại sao thì Trinh rất thích là ở suy nghĩ tích cực, có nghĩa là có người sẽ nhìn cái ly nước này, trời ơi còn có nửa ly,
đúng không? Và có người sẽ nói may quá còn nửa ly nước. Thì lời khuyên của Phương thì xin dịch lại bằng tiếng Việt cho các anh chị, tại vì Phương nói nó tiếng Anh. Phương nói là Phương là người khỏe mạnh, sống rất là tích cực, trước khi bị ung thư là người khỏe mạnh. Cho nên nhờ như vậy mà bây giờ bị ung thư Phương mới có khả năng chống lại được. Còn nếu mà tưởng tượng những ngày lúc đó không khỏe mạnh và bác sĩ báo là ung thư, có thể là nó đi xuống luôn. Nhưng đó là cái hướng tích cực mình đang nhìn, có nghĩa là chúng ta đang khỏe mạnh mà lỡ nếu có thì chúng ta còn sức lực, còn đủ thứ để mà chúng ta còn có thể chống chọi để mình có thể mà recover, cải thiện lại sức khỏe. Đó là điều mà Phương nói và chị muốn dạy dịch lại cho các anh chị. Thì đó là điều tuyệt vời, đôi lúc người ta không nghĩ điều đó, Phương hiểu không? Mình phải nghĩ là mình may mắn nhờ mình sống tích cực, tập thể dục, ăn uống kỹ lưỡng bao nhiêu năm nay, cho nên giờ có ung thư mình mới có khả năng mà hồi phục lại nhanh như vậy. Đó là điều Phương chỉ muốn chởi cho các anh chị đang khỏe mạnh ngoài kia. Và một cái câu thứ hai thì xin dịch lại của Phương là Phương nói đừng đừng bao giờ giấu khi mình bị bệnh ung thư. Có nhiều người Việt Nam chúng ta nghĩ là bị ung thư là do mình làm ác, làm cái gì đó sai cho mới bị ung thư. Thì Phương nói là chuyện đó không bao giờ có. Ok, khi nó tới là mình chấp nhận và mình phải chia sẻ với mọi người. Đó là lời của Phương chia sẻ, cho nên không có gì phải giấu giếm hay là nghĩ là mình làm điều sai, mà là tế bào nó di chuyển ở trong người, nó là thì Trinh thường nói chị là nó mutate, tức là nó di chuyển rồi nó đưa tới vấn đề di căn, một tế bào nào đó lệch lỗi và đưa tới nó xảy vấn đề, đó là chuyện rất bình thường. Cho nó xảy ra lỗi tới một bất cứ người nào trên thế giới này cũng đều có hết, cho nên cần phải đối diện. Rồi cảm ơn Phương. Bây giờ thì Trinh hỏi Phương là thứ hai, câu thứ hai, lời nãy là lời khuyên cho người mạnh, bây giờ lời khuyên cho những người bị ung thư. Phương có những cái lời khuyên gì cho những người đang bị ung thư nói chung và người ung thư thổi bị cái dạng của Phương nói riêng, họ đang trong cái giai đoạn này, một khi nghe tin rồi là đi xuống nước nếu luôn, và cái xác suất mà để đi lên rất là thấp. Thật sự cái người mà kiên cường để mà tiếp tục chiến đấu này á hiếm lắm Phương, hầu như họ sẽ chấp nhận và họ để cho nó mặc cho phí cho bác sĩ hay là mặc phí cho cái gì đó để đi xuống. Thì sẽ chắc chắn thì Trinh biết là Việt Nam mình bị ung thư rất nhiều. Ok, và có người giấu không nói, và có người lại bắt đầu cho cuộc đời mình sống một cách tiêu cực luôn. Thì là Phương là một nhân chứng sống đang bị, thì Phương có những lời khuyên gì cho những người đang bị ung thư ở hiện tại bây giờ khi họ đang xem cái chương trình này? Điều duy nhất mình phải có hy vọng. Phương nghĩ là nếu mình có hy vọng, mình sẽ và mình phải cố gắng là be strong, mình không give up. Tại sao? Tại vì Phương nghĩ một khi mình có cái bệnh này thì mình nghĩ là mình sẽ có ngày mình mất. Cái ngày đó ngày nào mình vẫn chưa biết. So, ngày đó nó sẽ đến thì con đường đó sẽ đến. Mình like how do you get there? You know, eventually we all gonna get there. And it's how you get there. You want to get there in sadness, in pain, not just mental health wise, you know, sadness, buồn bã hay là giận dữ, rồi không muốn sống tiếp tục nữa, rồi làm cho xung quanh người mình lại, mấy người xung quanh mình lại buồn thêm, chứ không. Or you want to get there as strong as you can, you know. Phương sẽ chọn con đường đi. I'm gonna go to that point with as happy as I can and as strong as I can, not just for myself but for the people around me. So, tại vì hy vọng Phương nghĩ, you know, ăn uống tốt, exercise, you know, Phương đã kể cho bạn nghe năm điều mà Phương bác sĩ đã có một người bác sĩ có dắt cô duyên với Phương, she's người Hàn Quốc, she là my radiation oncologist. She told me 5 điều Phương phải làm khi chị nói với Phương có bệnh này. 5 điều bà dạy, bà khuyên Phương là phải eat more greens, more fruit, more vegetable, eat healthy, you know, exercise, meditate, try to live a life that is less stress, stress-free, tích cực. Have faith. Find your faith, là mình phải tìm hy vọng, tìm hope, niềm tin niềm tin. Phương tin, Phương cứ phải tin, tại vì that's you do everything you can, you get your treatment, you eat healthy, but you still have faith is very important. Who knows, right? Who knows? I know I beat được, so you know, just I say, you know, be strong and you know,
connect with people, connect. Mm-hmm. I Phương join a lot of community, local, like the North Carolina Lung Initiative, để gặp những người mà họ đã survive, and meet other survivors, để có mình có hy vọng. Be careful khi lên internet, tại vì Phương lần đầu, lúc Phương mới biết, Phương cũng lên internet để kiếm, để tìm cái hy vọng, nhưng mà nhiều khi mình nó có cái xấu trên internet, rồi làm cho mình buồn thêm, làm cho mình hết mất hy vọng. I real people, go find real people in your community, go find, you know, talk face to face, don't just read, you know, forum on the internet. That's không tốt, tại vì nhiều khi họ không có nói sự thật, hoặc là it's not it doesn't help. So I find that if you connect with the people in your community, let's say any community that support survivor, go see them and you see, mình sẽ thấy có người survive, Phương có người trong cái lung cancer initiative có người survive 20 mấy năm, có người survive yes, so 20 mấy năm, 10 mấy năm, có cái cô kia survive 12 năm right năm. Now, vậy tại sao cái đó không phải là mình được vậy? Được, tại sao không được? So we still have hope, không phải là hết hope đâu. Chỉ là khoa học nó thay đổi so much, like research has changed so much in the cancer treatment for the past 10 years. I mean it's improving every day, and we are you know, we have to keep that in our mind, and that's what keep me going, is that I believe that there's hope. I believe there's people out there trying to find better treatment, better care. I'm doing what I can. I'm doing what I can for myself. And you know, I hope that we all, you know, if bạn mà có bệnh thì bạn cũng phải cố gắng. Đừng buông xuôi, đừng say, oh, this is it, I'm gonna give up. No, that's not an option. That's not an option. Tuyệt vời. Năm lời khuyên của Phương thì Trinh có ghi xuống, thì Trinh dịch lại cho một số bạn, thì tại vì có rất nhiều người Việt Nam ở Việt Nam nghe chương trình đến lúc họ không hiểu. Thì Phương nói với tất cả những người bị ung thư là luôn luôn phải sống tích cực. Ok, nếu mà bị ung thư thì mình phải sống một cách, là cái câu mà thì Trinh gặp là Phương nói là trước sau người ta cũng chết, nếu mà ung thư nó cũng sẽ chết, đúng không? Thì Phương thì Trinh có ghi xuống, lặp lại, có thể dịch nó không hay, con đường nào nó cũng sẽ đưa mình tới cái chết. Khi mình biết về ung thư thì một là sống, hai là chết. Và nếu đã nói là bác sĩ nói chết, thì Phương nói một câu là mình, nếu mình đi tới cái chết đó như thế nào, buông xuôi, ủ rũ, buồn rầu, để cho người thân mất hết tinh thần, đúng không? Rồi mình cũng sẽ chết. Đúng rồi, còn một cái nữa là vui vẻ, tự tin, đúng không, chống chọi, mỉm cười đi tới cái chết, thì bạn chọn cái nào? Thì Phương chọn con đường là tự tin, sống tích cực, mỉm cười để mà đi dưới cái con đường đó. Thì cái đó là thì Trinh dịch lại lời của Phương. Và đây là năm cái lời khuyên mà Phương chia sẻ lại các anh chị. Và dĩ nhiên Phương được bác sĩ chia sẻ. Và thì Trinh thấy nó thật là đúng. Thứ nhất là ăn uống kỹ lưỡng, ăn nhiều rau củ quả xanh. Chắc chắn đối với Trinh là ép nước xanh, đúng không? Cái mà Phương vẫn đang làm, dưa leo, nghệ, chanh, gừng, vân vân mà mình đang làm, tập thể dục. Cái thứ ba nữa, tham gia với cộng đồng của những người ung thư mà còn sống sót. Và thời gian biết là Phương vừa từng rồi, Phương mới vừa đi về những cái như vậy, tức là Phương tham gia cộng đồng mà Phương đang ở, của những người bị ung thư ở cái vùng đó, kết nối với cộng đồng và những người mà còn sống lại do ung thư 20 năm, 15 năm, ung thư phổi giống như trường hợp của Phương vẫn còn sống. Tức là mình phải đi vào cái môi trường đó để mình mới thấy, mình mới có sự tự tin. Còn nếu mà chúng ta ở vào cái môi trường của những người tiêu cực là mình sẽ đi xuống. Điều thứ tư Phương nói là hãy sống một cuộc sống lạc quan và hoàn toàn tích cực. Điều thứ năm là phải có niềm tin. Tức là niềm tin vào ơn trên, đúng không? Vào cái đạo giáo nào đó, niềm tin vào bản thân của mình. Đó là thì Trinh nghĩ là đó là năm cái điều mà Phương chia sẻ. Phương có thể bữa hôm mình nói chuyện nha, Phương có thể chia sẻ thêm vào cái niềm tin không? Bởi vì cái niềm tin nó quan trọng lắm. Thì Trinh không biết là Phương cũng ta từng nghe ở trong ngành 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 khoa học của mình thì biết. Thì Trinh cũng sẵn các chị ngồi đây mình cũng nói luôn. Hai người đi khám bác sĩ, một người khỏe mạnh và một người bị ung thư. Đi khám bác sĩ, khi mà cái thời vậy, nếu mà các chị đi học trường y ra thì câu chuyện này nó vẫn luôn luôn sẽ có. Khi mà bác sĩ đưa lộn giấy tờ, dĩ nhiên cái thời đó mấy trăm năm về trước, khi mà đưa lộn cái người bị ung thư thì bác sĩ nói là khỏe mạnh, còn cái người mà khỏe mạnh thì bác sĩ nói là bị ung thư.
thì rốt cuộc cái người bị ung thư á, trở nên sống không bị gì hết, mà cái người khỏe mạnh lại chết, bởi vì bà bản án tự tử cho là ung thư và cái người đó chết. Cho nên rõ ràng cái đó nó thuộc về niềm tin, Phương đồng ý không? Tức là bị ung thư bác sĩ nói là bạn không có sao hết, nhân nhở về sống cuộc đời khỏe mạnh, rốt cuộc lại là cancer free, không bị. Còn cái người mà khỏe mạnh không bị hết, đưa cái tờ đó xong về rồi bỏ đi chú xuống không? Là cái bản án tử hình. Trên cái niềm tin nó quan trọng, thì năm điều đó của Phương nói mà mình cũng ghi lại, bởi vì đó là những cái năm điều mà thì Trinh nghĩ là nó không phải khi mình bệnh mình mới lấy năm điều lời khuyên đó, mà thì Trinh nghĩ trong cuộc sống bình thường mình cũng đã làm rồi. Vậy thì Phương có thể chia sẻ cuối cùng, mình cũng còn có khoảng 5 7 phút, là cái hành trình của Phương trong vòng 7 tháng để mà chống chọi lại tế bào ung thư. Dĩ nhiên trong người Phương vẫn còn tế bào ung thư, đúng không? Và những cái niềm tin, cái gì trong 5 7 tháng qua mà Phương học được, mà Phương cảm thấy là Phương muốn chia sẻ, cái niềm tin nó quan trọng tới cỡ nào, bởi vì cái đó đôi lúc chúng ta quên. Niềm tin nó rất là quan trọng. Có cái faith Phương mỗi ngày Phương cầu nguyện cho mình. Cảm ơn ông trên đã cho mình một ngày và cầu nguyện ngày mai sẽ tốt đẹp. Thì cái đó nó làm cho mình giống như là relax và không sợ nữa, tại vì mình đã để cái niềm tin của mình ở trên cái người mà mình tin, whether it's God, whether it's Buddha, cái đạo gì đó, thì mình đã để niềm tin lên người đó. Thì mình còn nó sẽ giúp mình mỗi ngày không có sợ hãi, hoặc là không có, tại vì thật sự là rất là Sợ. sợ, mỗi ngày vẫn sợ, vẫn sợ. Nhưng mà làm sao để cho cái sợ đó Giảm nó dần. đừng take over your life. Tấn Thì công mình rồi. phải có cái niềm tin đó, có cái faith, có cái gì đó để nó không take over mỗi ngày của mình. Thì Phương học hỏi được, thì ai tất cả những người như khi họ bệnh này họ sẽ thay đổi, giống như cách nhìn của mình cũng thay đổi, you know, giống như hồi đó thì mình cũng làm đủ mỗi ngày, lo lắng đủ thứ. Bây giờ Phương không 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 lo nữa. Lo những gì mình lo được thôi. Còn take it easy, don't analyze things too much. Phương nghĩ cái đó là help with stress, tại vì một khi mà mình cứ lo hoài á, it's very, chắc Phương nghĩ hồi đó Phương cũng live physically a healthy life, mà maybe Lo lo nhiều nhiều. quá, too much stress. So you need to learn to nhìn, Nhẹ nhàng. just be happy, enjoy the moment, be happy. Đừng lo nhiều nữa. Nếu mà ở đây bây giờ mình đang nói chuyện với bạn thì mình cứ vui vẻ nói chuyện với bạn, không cần phải nghĩ cái gì khác hết. Nhưng mà so what that's I learned to rồi thì Phương vẫn tiếp tục trị liệu. Phương bỏ thời gian ra, giống như năm là 7 tháng qua Phương bỏ thời gian ra đi chơi với gia đình nhiều hơn, spend more time with my kid, my family, tell them, you love them, and do the things that you want to do, làm những gì mình muốn làm. Muốn làm. So it helps, just that help with stress and help with Tuyệt just vời. enjoy life more. Ok, cho nên các chị thấy Phương nói là đời thực sự là vô thường. Có thể chúng ta sống cuộc sống là mình lo toan nhiều, Phương đồng ý không? Cơm áo gạo tiền, đúng không? Công việc làm rồi sợ bị lay off, bị sa thải, vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên chúng ta quên đi là cuộc sống này nó giá trị vô cùng, và có những cái mà chúng ta quên bằng những cái tình thương hàng ngày. Cho nên cảm ơn Phương rất là tuyệt vời. Những cái câu cuối cùng thì Trinh muốn gửi Phương. Chỉ bây giờ hỏi sợ hay không thì Trinh nghĩ chắc là vẫn còn sợ, đúng không? Bởi vì chúng ta là con người mà, nếu nói sợ, nếu không sợ là nói láo, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì Trinh hỏi, nếu như chỉ còn 30 ngày để sống, Phương sẽ làm gì và Phương phải nói gì? Là được câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu như Phương được khỏe mạnh lại, trở thành một người hoàn toàn không còn ung thư nữa, thì Phương sẽ làm những gì? Hai câu hỏi. Nếu mà Phương còn có nhiều thì Phương cũng có nghĩ qua, khi một khi mình đã bị bệnh này thì mình cứ nghĩ là thời gian của mình rất là ngắn, một năm, 6 tháng, hoặc là 8 tháng.
thì cái survival, mình đọc mấy cái tin đó họ cứ nói lung cancer survival rate chỉ có 8 months right, hoặc là 5 year survival chỉ có less than 10%, cho nên mình rất sợ và mình cũng nghĩ. Phương nghĩ nếu mà thật sự Phương còn có 30 ngày để xong. 30 ngày để sống thì Phương vẫn làm, Phương sẽ bỏ hết thời gian, every day I want to spend it with my loved one, tell them I love them and tell them that it's okay, không có gì hết. I'm gonna spend all the time I have with them and I want them to be happy even when I'm not here. It's okay, tại vì không có gì phải sợ, tại vì I just feel that you just do the best you can with what you have, right? Chính xác. Whether it's a day, whether it's 2 years, cố gắng lên, sẽ sống sống vui vẻ, sống hạnh phúc, có 30 ngày cũng vậy. Hay là cho nên trả lời câu hỏi của chị, nếu mà Phương hết bệnh, bác sĩ nói ô mày không còn ung thư nữa, Phương sẽ làm gì? Phương sẽ làm the same thing I do now. Phương sẽ sống, tiếp tục sống khỏe mạnh, tiếp tục thương yêu tất cả những người bên cạnh mình, sẽ vui, mỗi ngày sẽ vui vẻ để sống, chứ Phương không có chọn con đường mà lo hoặc là buồn. Tại vì bệnh không bệnh, tại sao mình phải chọn, phải chọn con đường không tốt, phải nếu mà hết bệnh thì rất là may mắn đó, được cơ hội thứ nhì, thì tại sao mình phải hủy nó. But I'll do the same thing, I'm gonna stay healthy, eat healthy, exercise, nothing change anything, I might go back to work. I have to go back to work, which I will. And lesson learned is that if I go back to work, I'm not gonna stress myself because of work. Cái đó là nhiều khi mình mới nghĩ, everything happened for a reason. Mọi thứ xảy ra đều có cái lý do của nó. So, Tuyệt vời. Chắc chắn thì Trinh nghĩ là với sự ý chí kiên cường của Phương, mình không hỏi cái gì thì Trinh nghĩ chúng ta được quyền cảm xúc, chúng ta được quyền khóc, bởi vì đối với mình chỉ thấy Trinh thấy đó là chuyện bình thường, bởi vì đôi lúc chúng ta không đối diện với nó. Thật ra như thế là chúng ta trốn tránh, Phương đồng ý với cuộc sống mình trốn tránh cái cuộc sống hiện thực, mình chạy trốn, chẳng hạn như là bảo vệ sức khỏe mình cũng trốn tránh, và dĩ nhiên chúng ta lại trốn tránh đối diện với cái chết. Thật sự nó có thể xảy ra với bất cứ ai, Phương đồng ý không? Một đời rất là vô thường. Có thể là Phương đang bị ung thư nhưng có một người khác đang bị tai nạn, mà họ đang khỏe mạnh, bị tai nạn ngoài kia đang xảy ra và họ đã mất. Đó là sự thật. Cho nên cái chết nó sẽ đến với cả chúng ta. Vấn đề là chúng ta sống như thế nào, và nếu chúng ta đối diện với cái chết như thế nào, và chúng ta chọn mình chết như thế nào. Thì Trinh nghĩ là chúng ta cuộc sống này có quyền lựa chọn, Phương đồng ý không? Chúng là giống như là Phương đã quyết định lựa chọn là phối hợp Đông y Tây y, uống xanh, đúng không? Làm những điều đó, chúng là chúng có được quyền lựa chọn để sống như thế nào. Và thì Trinh nghĩ cái chết chúng ta cũng có được quyền lựa chọn để mình chọn cái chết như thế nào. Nếu đã sự lựa chọn đó thì tại sao không chọn cái sự gọi là vinh quang, đúng không? Chọn một cái con đường nó tích cực, ở hướng nào cũng vậy. Thì cảm ơn Phương rất là nhiều. Thì Trinh nghĩ với cái ý chí kiên cường này, Phương sẽ còn mãi mãi, ok? Và mình nghĩ là bài giống như Phương nói, tất cả mọi thứ đều xảy ra có cái lý do của nó, đúng không? Nếu mà nghĩ điều đó, và thì Trinh tin là những bài học này nó sẽ giúp cho rất nhiều. Đôi lúc nhiều khi thì Trinh giống như Phương có nói mình, nhiều khi ung thư nó cho mình bài học, đúng không? Đôi lúc người ta mình không thấy, nhưng mà chính cái bài học đó nó làm cho con người mình trở nên giá trị hơn, mình cảm thấy gọi là thức bùng bùng tỉnh, thức tỉnh hơn, và mình cảm thấy mình yêu yêu cuộc đời này hơn và yêu những người thân hơn. Cho nên một lần nữa cảm ơn Phương rất nhiều. Còn 1 giây, 20, 30 giây thôi, những gì Phương muốn nói với mọi người ngày hôm nay đang xem. Phương cảm ơn Thị Trinh cho Phương cơ hội để chia sẻ với mọi người. Phương cũng cảm ơn các bạn đã listen to my story. Phương muốn nói nếu nếu bạn không bệnh thì bạn cũng nên
bảo vệ sức khỏe mình. Còn nếu bạn bệnh thì bạn càng bảo vệ sức khỏe mình nhiều hơn, và đừng đừng don't give up, đừng mất hy vọng. And đừng sợ chia sẻ. Khi mình chia sẻ đó, Phương nghĩ lúc mình chia sẻ đó, mình thấy thoải mái hơn, và không let's come and có thể giúp mình nhiều hơn, tìm hy vọng. Khi chỉ có chia sẻ mới được tìm được hy vọng. Nếu mình cứ giữ mãi trong mình không có nói với ai hết thì sao mình tìm biết được đâu, đúng không? Nếu mình gõ cửa thì chắc chắn sẽ có người mở cửa, đúng không? Phải câu đó rồi. Nếu mình không gõ cửa thì sẽ không ai mở cửa cho mình, đúng không? Mình hỏi thì chắc chắn mình sẽ có câu trả lời, đúng không? Thì Dinh nghĩ cái đó là do mình là người phải chủ động tất cả những điều đó. Tuyệt vời. Một lần nữa thì Dinh rất là cảm ơn và cảm kích sự can đảm của Phương. Thì Dinh cũng rất là ngại, bởi vì trong cái quá trình này chúng ta cần phải chiến đấu, đúng không? Đôi lúc giống như Dinh nói, có nhiều người sẽ không có cảm thấy là đem câu chuyện này ra, bởi vì nó đưa mình tới cái sự ung thư, nó một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà thật sự thì Dinh rất là cảm ơn Phương đã chấp nhận để chia sẻ ngày hôm nay. Và chắc chắn con đường Phương đi luôn luôn có đồng hành của người thân, gia đình, bạn bè, và trong đó chắc chắn sẽ có Thùy Trinh. Ok, mình sẽ cùng đồng hành với bạn. Ok, trên con đường mà yes, trên con đường bạn đi. Ok, và Thùy Trinh luôn luôn chúc Phương có đủ niềm tin. Ok, tin vào bản thân, tin vào ngành y, tin vào bác sĩ, tin vào những bác sĩ nổi tiếng, đúng không? Tin vào những người khoa học gia nghiên cứu cái viên thuốc đó cho Phương uống. Ok, tin vào gia đình của chính mình, nhưng mà quan trọng tin ai cũng không bằng tin chính mình, đúng không? Phương tin vào bản thân của Phương thì mình chăn chắc là tin chắc là Phương sẽ vượt qua được, và mình sẽ gặp Phương ở trong tương lai, okay, 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó. Và với cái background là một người khoa học của Phương, okay, một scientist nữa, mình nghĩ là bài học này sẽ giúp được rất nhiều, và có thể là Phương sẽ chia sẻ và có thể là một tiếng nói ảnh hưởng rất nhiều người trong tương lai. Cho nên nghĩ vào điều đó và cố gắng để mà vượt qua cái giai đoạn tiếp theo. Dạ, mong rằng một ngày nào bác sĩ nói Phương không còn bệnh nữa, Phương sẽ share với các bạn. Yes, tuyệt vời, chắc chắn sẽ mời Phương lên, và chắc chắn chúng ta còn có nhiều câu chuyện để nói, và chắc chắn thì Trinh sẽ nói chung là sẽ còn nhiều nhiều việc sẽ nói chuyện với Phương, bởi vì chúng ta có thể giúp đem những cái đó để tạo động lực cho tương lai cho những người khác, bởi vì ung thư ngoài kia còn rất nhiều, và thì Trinh rất cần những người giống như Phương, ok, khỏe mạnh, ý chí kiên cường, để mà chúng ta giúp cho cuộc đời này nó mãi xanh tươi. Một lần nữa không gì nói hết, cảm ơn Phương bằng cái lời chân thành, ok, và chắc chắn chúng ta sẽ liên lạc với nhau thường xuyên hơn, và đường đi của Phương chắc chắn luôn luôn có sự đồng hành của mình về mặt tinh thần. Giúp đỡ gì đó mình có thể làm được, mình sẽ giúp cho bạn. Và chắc chắn các mọi người mà đang xem live này cũng sẽ đồng cảm, và cũng sẽ là những người luôn luôn cầu nguyện đứng sau lưng để hỗ trợ tinh thần cho Phương. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều, và cảm ơn các bạn đã nghe cái chương trình của Cho Đời Mãi Xanh ngày hôm nay. Hẹn gặp lại vào ngày mai 21 gì đó. Ok, bye bye. Ok, bye Thùy Trinh, cảm ơn Thùy Trinh. Ok, bye Phương.